Chị có mở ra thì cho dễ. Ok ok. Lúc này bình thường nè em. Chứ không chói nữa. Dạ không. Xíu xíu không vì mấy cái đang làm anh có hay nặng mụn không? Dạ tuần tuần hai như hai tuần trước anh mới tới. Ừ. Dạ. Có đỡ không? Dạ đỡ. Ừ. Trước tuần trước à hai tuần trước chị cũng nặng. Ừ. Dạ. Có dùng thuốc không? Dạ có cái bình sắp kem. Dạ.
coi gì mẫn gần ghê. Coi gì mẫn gần, sợ tôi tưởng mồm xem mụn. Em cũng xem mụn mà. Không coi gì mà gần kinh đó là đu mát luôn á.
chuyện lâu ra ngoài vậy đó.